Ly kính chào quý vị. Có một cái bài này mà Ly thấy hay. Mời quý vị nghe cái bài này viết từ năm 2018, đăng trên sách Khiếm của một cái bác này. Bác là người của Việt Nam Cộng Hòa. Bác này thì Ly đọc của bác rất nhiều. Bác tên là Phượng Hoàng. Mời quý vị nghe nhé. Trước đó chưa có một triều đại nào của nước Việt Nam dám đụng đám chệt Hoa Kiều. À, người ta hay gọi là tàu chệt đó quý vị. Thật sự, mời quý vị đọc nhé. Thật sự Hồ Chí Minh khi sang tàu để chữa bệnh hay lấy cớ giận đàn em của mình không nghe lời mình, thì Hồ Chí Minh sang tàu để chữa bệnh. Thật sự Hồ Chí Minh biết rất rõ sự thống trị của tàu từ lâu. Cái này cái thời kỳ đó bác đi sang bên Trung Quốc chữa bệnh. Có lẽ không ai biết tày của tàu bằng Hồ Chí Minh, cho nên Hồ Chí Minh chọn Lê Duẩn là một đàn em xa lắc xa lơ của mình làm chức cao nhất nước. Chính Lê Duẩn cũng thú nhận Lê Duẩn là người tù cộng sản được ra khỏi Côn Đảo muộn nhất. Trong khi đó, nhiều người đã rời Côn Đảo và về Hà Nội có ghế ngon lành. Còn mình thì rất vất vả kiếm được ghế ngồi tạm tạm tại Hà Nội. Nhưng lạ lùng thay, Lê Duẩn được Hồ Chí Minh chấm điểm để ngồi ghế tổng thư ký cho mình. Trong khi đó, Trung Cộng lại chấm điểm Hoàng Văn Hoan. Chắc quý vị đều biết Hoàng Văn Hoan, nhóm này là nhóm sau đó là bị gọi là vụ án gần như là gián điệp đó quý vị. Trong khi đó, Trung Cộng lại chấm điểm Hoàng Văn Hoan vì Hoan nói rất rành tiếng Quan Thoại và Quảng Đông, cho nên Hồ Chí Minh âm thầm thay nhiều ghế quan trọng tại Hà Nội mà Trung Cộng không biết. Khi chọn Lê Duẩn thì đám Hoàng Văn Hoan dậy dậy giặc, nhưng sau đó bị hốt hết, thua cuộc. Hoàng Văn Hoan chạy tót sang Bắc Kinh để chữa cháy. Hồ Chí Minh làm bộ tức giận, sanh ra bệnh và cần sang tàu để trị bệnh chán đời. Quý vị đọc cái này thì quý vị phải hiểu nhiều về ấy thì mới 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 hiểu mới thấy hay. Cho nên đám cầm quyền Bắc Kinh vẫn tin tưởng rằng Hồ tức giận vì biết đàn em không còn nghe lời mình nữa, cho nên Bắc Kinh vẫn tiếp tục viện trợ gạo cho Hà Nội. Sở dĩ Hồ Chí Minh chọn đám Lê Duẩn thay thế Hoàng Văn Hoan vì Hồ biết nếu theo Trung Cộng thì rất nguy hiểm. Hồ có nói với Võ Nguyên Giáp là hai kẻ thù hung dữ thì mình nên chọn làm quen kẻ thù ở xa mình, hơn là kẻ thù ở gần. Bằng cớ là khi Cộng sản Việt Nam chiếm xong miền Nam thì cái gai độc mà nghìn năm nước Việt không nhổ được chính là tụi chệt tại Việt Nam. Khi thực dân Pháp chiếm toàn Đông Dương thì quyền hành về chính trị thì Pháp độc tôn, nhưng về kinh tế thì Pháp phải chào thua tàu chệt Việt Nam. Ngay cả vua Diệm khi lên ngôi tống xuất người Pháp và khinh khỉnh người Mỹ, nhưng Diệm Nhu vẫn không dám rớ đến thế lực kinh hồn của chệt. Mới rớ cái là chệt nó đình đình công, nó giống như nó giống như kiểu nó sao ta, như giống như kiểu gọi là đầu cơ tích trữ, nó làm cho là nói chung kinh tế miền Nam lúc đấy là rất là khó khăn. Cuối cùng Diệm với Thiệu với kể cả Nhu nó kia là phải giống như kiểu phải 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 xuống nước với tàu chệt. Mà quý vị Ly đọc những cái tác phẩm của ông Đỗ Mậu Đô nó đều nói. Ly đọc lại, ngay cả vua Diệm khi lên ngôi tống xuất người Pháp và khinh khỉnh người Mỹ, nhưng Diệm Nhu vẫn không dám rớ đến thế lực kinh hồn của chệt chợ lớn. Bằng cớ khi tánh mạng lâm nguy thì Diệm Nhu đã chạy rất nhanh vào nhà riêng của trùm bang chủ lục bang Hoa Kiều tại chợ lớn mới là trùm Mã Tuyên.
Nếu anh em Diễm Nhu mà nghe lời Trùm Mã Tuyên thì nhóm quân nhân cách mạng đảo chánh chống chế độ Gia Đình Trị Họ Ngô sẽ lâm vào cảnh run rẩy và tự động tan hàng. Nhưng vì Diễm là kẻ tự xem mình là Chúa Trời sai bảo là phải làm vua miền Nam là đúng ý Chúa Trời, cho nên Diễm nằng nặc đòi gặp nhóm quân nhân đảo chánh để trừng con mắt và bọn họ sẽ té đái ra quần cả lũ. Cho nên Diễm không chịu nghe lời Mã Tuyên mà trốn ra khỏi Sài Gòn. Tức là Mã Tuyên thì khuyên trốn ra khỏi Sài Gòn nhưng mà Diễm vẫn tự tin. Nên nhớ, Trùm Bang Chủ Mã Tuyên nắm hết tuyến đường vận chuyển hàng hải bằng sông nước và biển cả. Cách nhà ở Mã Tuyên vài trăm mét là hàng trăm ghe chành lớn bằng hai ngôi nhà đang nằm ủ tại bến Hàm Từ Chợ Lớn. Ghe chành hay ghe viển duyên dư sức chạy đến Singapore hay Hồng Kông rất thoải mái. Chỉ cần ghe ra hải phận quốc tế là có tàu viễn duyên đón liền, đón tại đó liền. Nhưng Diệm vì bị mắc lời thề nên không biết quả báo chờ sẵn cho bộ tộc họ Ngô của mình. Cho nên Diệm ra lệnh cho Nhu phải gọi điện thoại về Tổng Tham Mưu yêu cầu đám Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn cho xe vua ra đón hai người về bộ Tổng Tham Mưu để bàn luận tiếp. Đám này đâu có dám cho Diệm đến gặp họ, vì nhóm Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn đều biết tướng lãnh cách mạng thì trong đó có hết 70% là tướng lãnh là dân Catholic rồi. Cho nên tuyệt đối không cho Diễm Nhu về bộ Tổng Tham Mưu mà gặp đám tướng lãnh để nói chuyện tào lao như năm 1960 nữa. Diễm và Nhu bị giết khi đón Diễm Nhu với bất cứ giá nào. Trở lại khi Cộng sản Việt Nam chiếm xong miền Nam thì họ bắt đầu nghĩ đến đám Hoa Kiều tại Chợ Lớn và Hải Phòng. Để làm hỏa mù, che mắt Bắc Kinh, họ, tức là Hà Nội, làm bộ cử Đỗ Mười làm chủ tịch nước. Trung Cộng biết Đỗ Mười là tay lù đù, không hiểu cái gì về chính trị chính em cả. Trung Cộng ngỡ rằng Hà Nội cử Đỗ Mười lên làm chủ tịch nước để đám ở dưới tranh giành ghế với nhau. Nhưng Trung Cộng không dè là Hà Nội đã cho nhiều cán bộ trẻ thực tập cảnh gọi là đánh tư sản một cách âm thầm. Rồi thình lình Hà Nội phát động chiến dịch đánh tư sản. Thế là đám triệt Chợ Lớn và Hải Phòng bị tiêu diệt. Mà trước đó chưa có một triều đại nào của nước Việt Nam dám đụng đám triệt Hoa Kiều tại nước Việt Nam của mình. Từ vua Gia Long đến Pháp, đến vua Diệm, vua Thiệu đều không dám rớ một sợi lông của họ. Ngay cả tướng Rau Kẽm Nguyễn Cao Kỳ cũng đem ra sự bắn Tạ Tuyên tại chợ Bến Thành để dằn mặt triệt Chợ Lớn đầu cơ nhu yếu phẩm. Sau đó Kỳ thua cuộc và thế cờ về tay Nguyễn Văn Thiệu. Nguyễn Văn Thiệu thay thế Trùm Mã Tuyên bằng Trùm Lý Long Thân, cũng như tuồng cổ soạn lại thời vua Diệm. Đó là sự kiện có thực, nhưng đám Catholic và đám cần lao ngu dốt nào hiểu thấu bàn cờ này. Nên nhớ, bày cờ, đánh cờ đều do Hà Nội chủ trương hoàn toàn. Thì xong chuyện thì Trung Cộng chỉ ngó mà thôi. Ngay cả khi Đặng Tiểu Bình sang Hoa Kỳ để trấn an Hoa Kỳ là Trung Cộng sẽ đánh Việt Nam, dạy cho Việt Nam một bài học. Bài học cay đắng là Trung Cộng thua nước cờ Pol Pot về tay Hà Nội. Nên nhớ, sau khi chiếm xong miền Nam thì Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ người để ngày sau đánh Campuchia mà Trung Cộng không hề biết đến. Khi Đặng Tiểu Bình cho quân Trung Cộng sang đánh biên giới Việt Nam thì Trung Cộng tổn thất nhân mạng rất nhiều, chỉ sau trận chiến giúp Bắc Triều Tiên mà thôi. Quân sĩ Trung Cộng khi sang miền Bắc đánh Cộng sản Việt Nam thì tâm trạng lính Trung Cộng rất lo sợ, vì nếu mình chết thì gia đình của mình tuyệt tự liền,
chính sách một con của Đặng Tiểu Bình có lợi về kinh tế nhưng hại về quân sự. Vì lính sợ chết thì gia đình dòng họ của mình thành zero là cái chắc. Cho nên trận chiến Trung Cộng và Việt Nam thì Trung Cộng không có ai, không có oai hùng gì cả, đánh cho lấy le với thế giới mà thôi. Lần nữa, với danh dự hiểu biết về Hà Nội của tôn ông Gò Vấp thì Hà Nội không bao giờ muốn lệ thuộc Tàu lúc nào cả, nghe chưa bọn con chiên cờ vàng. Ngay cả Tàu cũng biết Việt Nam là nước rất cứng đầu, nước đã đánh bại quân lực của mình nhiều trận chiến đội quần luôn. Pháp thì nghe đến quân đội Cộng sản Việt Nam thì thực dân Tây Pháp sẽ lãng ra rồi, lãng ra chỗ khác rồi. Đừng nghĩ là Hà Nội sợ Trung Cộng vì bom nguyên tử. Sở dĩ Hà Nội làm bộ yếu nhược với Bắc Kinh là hai dòng sông lớn của Việt Nam là Hồng Hà và Cửu Long Giang đều nằm ở phần đất Trung Cộng hoàn toàn. Nếu Trung Cộng mà chặn nguồn nước Hồng Hà và Cửu Long tại đất Trung Cộng thì cho dù 1.000 Chúa Giê-xu hiện ra cũng không làm nổi một cái phép lạ nào được đâu nhé. Hiểu chưa tụi Catholic ngu dốt 2.000 năm? Cha sở của tụi nó chưa có tên nào có văn bằng tú tài, tú tài toàn phần trung học của nước, thì làm sao con chiên của nó hơn chủ được. Ta không sợ kẻ thù ám hại, bêu xấu chửi rủa ta vì những lời ta nói thật, nhưng ta sợ người ta khen tặng, hoan hô ta vì những lời ta nói không thật. Ta sợ vì lúc đó ta đánh mất lương tâm của ta rồi, nên ta sợ. Tôn ông Gò Vấp. Đấy là qua những biện luận của ông Huy Thái vừa rồi với ông Lincoln Nguyễn, chúng ta có thể biết những điều sau về ông Huy Thái. Đó là cái này Ly đọc thêm thôi. À, tại vì đây là nếu mà nghe kỹ cái bài này thì hiểu chính sách của nhà nước Việt Nam bất di bất dịch là như vậy, rất không nói mà làm. Cho nên những người mà con chiên cờ vàng cứ dạng mồm ra nói cộng sản bán nước cho Tàu, bán đồ biển cho Tàu thì hãy banh lỗ tai ra mà nghe nhé, rồi hãy nhìn cộng sản làm nhé. Kính chào quý vị.